nghe được chưa? Cái bản đáp án này thì bạn nào mà chưa check kịp ấy thì cũng không sao, lát thì cái sau buổi học thì sẽ gửi cái bản đáp án này lên lên nhóm chơi nhờ. Còn các bạn có thể tự tự check được cho thầy. Ok, còn bây giờ thầy sẽ chữa những câu tiêu biểu nhé. Kết hợp với xem lại video của nhóm 12 chặng 2 nhé. Cái video đầu tiên thì gửi cho mấy đứa ấy là thầy chưa rất là chậm đấy, cực chậm luôn, là thầy nhắc lại lý thuyết cho cơ bản cho mấy đứa luôn, nên là kết hợp với xem video cái đấy nhé. Còn ở đây thầy sẽ chưa những câu tiêu biểu thôi, thầy không chưa hết thì chưa nhờ. Ví dụ nhanh nhá. Ba câu đầu tiên, cái đây này có thể là phân khúc rõ ràng đấy, tức là các số nhân này rồi đến giới hạn này rồi đến liên tục để giao hàm, phân khúc rất là rõ nhé. Rồi ba câu đầu tiên thì nhớ lại cho thầy là UN các số nhân đúng không? Cho U1 nhân Q mũ N trừ trừ 1 là các số nhân đúng chưa nhỉ? Nhớ lại một chút nhé. Rồi thì câu này đơn giản thôi nhỉ. Thầy gọi thằng này UN đi. Mình có UN bao nhiêu? Bằng trừ 96 phần 243 đúng không? Trừ 96 phần 243 rồi sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng U1 nhân Q mũ N trừ 1. Hay nói cách khác là gì nhỉ? Trừ 96 phần 243 đúng không? Sẽ bằng gì? Sẽ bằng trừ 3 nhân với cả 2 phần 3. 2 phần 3 mũ N trừ 1 đúng không nhỉ? Vừa rút ra cho thầy 2 phần 3 mũ N trừ 1 bằng bao nhiêu? 2 phần 3 mũ N trừ 1 là sẽ bằng gì nhỉ? Trừ sẽ bằng dương 32 phần 243. Mở cái này bằng bao nhiêu? 32 chính là 2 mũ 5 đấy, tức là 2 phần 3. Không có mũ 5. Rồi các bạn có N trừ 1 mấy? N trừ 1 bằng 5. Rồi các bạn có N mấy nhỉ? N bằng 6. Đây là gì? Đây. Nhanh còn lại đâu? Làm đi. Được chưa? Rồi. Rồi, từ đây câu 3 nhá. Khả năng cao đến mức các số nhân sẽ tìm câu này. Hỏi rất là dễ thôi. Nhưng mà vì sao thầy chưa câu 4 theo? Câu 4 nhá, mặc dù câu 4 là câu tương tự nhưng thầy vẫn chưa. Vì sao? Nào, câu 4 này. Cái đề này mấy đứa thầy phát cho mấy đứa từ hôm thứ tư ấy, tức là mấy hôm rồi đấy, nên thầy sẽ chưa nhanh rồi cũng chưa chậm nha, chưa nhanh không, mấy đứa có thể xem lại video nào. Câu 4 này, số 222 thì vẫn gọi là u mấy nhỉ, vẫn gọi là UN đúng không, thì mình có UN bao nhiêu? Bằng 222 bằng gì nhỉ? Bằng U1 nhân Q mũ N trừ 1, hay nói cách khác là gì nhỉ? 222 bằng bằng số 3 nhân với cả trừ 1 phần 2 mũ N trừ 1, hay nói cách khác là gì? Trừ 1 phần 2 mũ N trừ 1 bằng 222 chia 3. Thì tạm thời nhá, tính đến thời điểm này tạm thời mấy đứa chưa làm được cái quy trình này đâu. Mà đến đây các bạn chỉ có cách là thử đáp án thôi. Tạm thời là mình chưa giải được cái phương trình này nhá, tạm thời là vậy, mình chỉ có cách là thử thử đáp án thôi. Thì thử như sau này các bạn nhập hàm cho thầy, nhập cái này vào, nhập cái vế trái vào sẽ là gì nhỉ? Nhập vế trái vào là trừ 1 chia 2 mũ gì, mũ alpha x trừ 1. Thế đáp án A hỏi gì nhỉ? Số hạng thứ 11 đúng không? Tức là ứng với x bằng bao nhiêu? Ứng với n là 11 đấy.
Thì các bạn can 11 vào. Nếu nó ra đúng là 222 trên 3 thì các bạn lấy, khác thì các bạn loại. Khác chưa? Loại luôn. Can tiếp số 12 vào. Loại luôn, đúng không? Can tiếp số 9 vào. Loại luôn. Vậy chỉ có đáp án đi thôi. Đáp án mình đáp án đi. Đây là không có nâng. Các bạn hiểu không này, hiểu vấn đề không này? Có hiểu được cái cách làm này không? Còn mấy đứa? Có. Ừ. Nhớ nhá, tạm thời là chỉ có một cái trò là thử đáp án thôi. Nghe nó kỹ cả. Đang mình làm đi. Đó, ok. Được chưa nhỉ? Nghe nhá, lúc phải trước nghe thôi, nghe đây này làm ở nhà suốt rồi. Là 40 và U3. Đây này, đến cái giai đoạn cuối lớp 12 ấy, cũng chỉ làm kiểu này thôi, tức là phải chữa đề thôi. Mới là một số chú ý cơ bản thôi. Cái đề nào có chú ý hay thì chú ý thêm. Còn mấy đứa phải tự nghiền ngẫm cái đề ở nhà. Có câu nào thì chuyển về trước. Mà biến đổi nhá. Công thức này U4 nó sẽ là U1 nhân tuy U3 đúng không? Cộng U1 nhân tuy U5 bằng trừ 5 bằng 10. Và U3 sẽ là U1 nhân quy bình cộng U1 nhân quy U4 bằng 180. Đúng không? À. Nó tiếp được ngay. Nào, phần đầu tiên các bạn chung cái gì nhỉ? Chung U1 quy U3 ra ngoài. Xong còn là 1 cộng quy bình bằng trừ 5/10. Đúng không? Bằng trừ 5/10. Phần thứ hai các bạn chung cái gì? Nó U1 quy bình ra ngoài. Đúng không? Xong còn là 1 cộng quy bình bằng 180. Rồi thì bắt đầu nhá. Thầy sẽ lấy vế chia vế, lấy vế chia vế. Các bạn nhìn thấy không? Lấy vế chia vế được chưa, ok không? Thì các bạn suy ra gì nhỉ, suy ra gì nào, chi tiêu cái gì, thằng này chi tiêu này, chi tiêu thằng này này, quy u ba trên quy bình nó còn quy không, quy là trừ ba, quy là trừ ba, các bạn thấy thằng suy ra u là bao nhiêu, u là bao nhiêu nhỉ, các bạn thay vào sao thầy thôi, quy bằng trừ ba thì thay vào sao u sẽ bằng hai đúng không, u bằng hai, nhớ lại cho thầy nhá. À, nhớ đây này, SN là tổng của N số hạng đầu tiên. Đúng không? Nó sẽ bằng U1 nhân 1 trừ Q mũ N chia cho 1 trừ Q. Đúng không? Thì áp dụng cái này nào, áp dụng cái này là S21. S của 21 đúng không? Nó sẽ là gì nhỉ? U1 là 2 này nhân với cả gì đây? 1 trừ đi trừ 3 mũ 21 à? Chia cho 1 trừ đi trừ 3. Đúng chưa? Nào. Nhẩm nhanh cho thầy nhá. Cái mẫu là bằng 4 không? 2 chia 4 nó sẽ là 1 phần 2. Đúng chưa? Nào. Nhớ lại cho thầy này. Trừ 3 mũ 21 nó sẽ là trừ 3 mũ 21. Vậy trừ trừ là cộng. Đúng không nhỉ? Trừ trừ là cộng với đáp án gì đây? Đó. Đó. Hiểu chưa? Rồi thầy cho các bạn một chút thời gian hoàn thiện câu này cho thầy. Không hiểu chỗ nào thì bật mic hỏi thầy ngay nhá. Không hiểu hỏi thầy ngay. Nhớ là xem lại video của nhóm kia nhé, cái nhóm 12.2 thì video đầu tiên ý. Là phải nhắc lại toàn bộ kiến thức cơ bản đấy từ đầu kỳ 2 đến giờ, nên là xem lại video đấy để nhớ cho thầy ý thức cơ, tự giác lên. Thầy chỉ chữa các câu tiêu biểu thôi nhá, còn thầy cần chữa thôi.
thắc mắc gì không? Dung ok không Dung? Hiểu chứ? Xong chưa? Phải chuyển nhá. Nào. Một câu nhẹ nhàng, một câu lý thuyết nhẹ nhàng. Là câu này. Câu 11. Các bạn cho làm gì nhỉ? Sao thầy là làm gì? Nhớ ca cho Huyên Dương rồi, sao thầy làm gì nhỉ? Ở nhà rồi làm rồi, đáp án này là gì? Sao thầy nào? B, ok, B nhá, nhớ lại thầy này. Ok, nhớ lại thôi là lim của x mũ k. Thế là sai là B đúng không? X dạng âm vô cùng, mình phải có hai dạng đúng không nhỉ? Bằng dương vô cùng với k chẵn, nhớ lại cái này. Và bằng âm vô cùng với k lẻ. Được chưa? Đó, thì sang. Đấy là câu ý thế đơn giản thôi. Câu 15, tiếp theo là câu 15. Để chữa câu 15 cho mình xem. Nào. Quên lý thuyết để nhắc lại luôn nhá, quên lý thuyết để nhắc lại luôn. Nào. Câu 15 thì nhớ lại cho thầy nhá, là một số nhân với dương vô cùng. Một số mà nhân với dương vô cùng. Được chưa? Thầy làm việc cho âm, thầy làm việc cho dương vô cùng, thì âm vô cùng các bạn làm tương tự. Thì các bạn sẽ có hai khả năng. Một số nhân vô cùng thì số khác không nhá, với a khác không. Được chưa? Thì các bạn chỉ có hai khả năng thôi. Một số nhân vô cùng sẽ bằng dương vô cùng khi nào? Khi a dương, và bằng âm vô cùng khi a âm. Được chưa? Âm vô cùng khi a. Đó, thì ở đây các bạn nhìn như thế này này. Nhìn như thế này. Cái dạng này ấy là mình phải nhóm gì nhỉ? Nhóm x mũ to nhất ra ngoài không? Nhóm x mũ to nhất ra ngoài. Thì sẽ làm chậm cho các bạn dễ theo dõi nhá. Làm chậm lại. Còn nhớ lại luôn. Bậc to nhất bậc 1 không? Tức là mục tiêu để sẽ nhóm 1 ra ngoài. Thì sẽ làm chậm như sau này. Tức là 2 cộng 1 trên x bình. Đúng không? Tức là bằng trị x nhân căn của gì? Căn của 2 cộng 1 trên x bình. À nhớ thầy nhá, là trị x bằng x khi x dương và bằng trừ x khi x âm. Nhưng mà nhớ thầy này, x ra âm vô cùng rồi. X ra âm vô cùng tức là nó là dấu gì đây? Dấu âm không? Dấu âm x âm không? X âm vậy trị x sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng trừ x nhân căn của 2 cộng 1 trên x bình. Đó, vậy khi đó cái lim đúng không? Cái lim của căn của 2x bình cộng 1 cộng ax đúng không? X ra âm vô cùng nha. Nó bằng gì? Nó bằng lim của gì đây? Thế sẽ nhóm x ra ngoài. Trừ x này, nhân căn này. 2 cộng 1 trên x bình. Rồi cộng mấy ax. Đúng chưa? Viết rất là chậm rồi đấy. Thế sẽ nhóm x ra ngoài đúng không? X ra ngoài. Xong còn gì? Trừ căn 2 cộng 1 trên x bình cộng a đúng không? X ra âm vô cùng. Nhớ nhá. X ra âm vô cùng thì nhớ này này. X ra âm vô cùng thì này thì đến đâu? Thì âm vô cùng chưa? Thầy thì đến đâu? Nhân cái gì nhỉ? Thầy này thì đến đâu? Thì đến trừ căn 2 cộng a. À bây giờ nhá. Yêu cầu họ mình là gì nhỉ? Yêu cầu mình phải là bằng dương vô cùng cơ. Đúng không mày đứa? Yêu cầu mình phải là dương vô cùng. Vậy thằng này dấu âm rồi này. Thầy âm rồi, vậy buộc thằng này phải ra, buộc thằng này phải âm. Vậy yêu cầu bài toán tương đương gì nhỉ? Là a trừ căn 2 đúng không? Phải mang dấu âm. Hay nói cách khác là gì nhỉ? A nhỏ hơn căn 2. Nó đơn giản vậy thôi. Câu này nhớ lại nhá, chứ nó không khó đâu, rất là dễ. Câu này các bạn làm quen thì tầm 20 giây thôi, 20 giây là xong rồi. Nâng câu cho điểm này 20 giây thôi. Là B. Tất nhiên nếu mà trên trường thi câu này ý, thì nó là câu trên 7 điểm.
một câu trên 7 điểm trên nhà. Chép kỹ cho thầy nhá. Được chưa? Là một câu tiêu biểu thứ hai. Một câu tiêu biểu thứ hai. Câu 16 không biết có ai ở nhà chưa? Câu 16 là câu khó. Câu 16 ai ở nhà chưa nhỉ? Đáp án là gì? Có ai ở nhà chưa? Nó cho A cộng B bằng 4 đúng không? Tính giới hạn. Và lim cái này hữu hạn. Đấy, lim cái này hữu hạn. Nói chung là mình phải tìm được AB đúng không? Tìm được AB là xong. Lim này hữu hạn. Được chưa nhỉ? Nhớ thầy nhá là một số chia 0 tức là vô cùng với số đấy khác 0. Nhớ lại cho thầy đấy. Và 0 chia 0, 0 chia 0, đây là chưa biết. Chưa biết. Tức là để hữu hạn, để hữu hạn thì chắc chắn là phải có đáp án 0 trên 0 rồi. Đúng không? Chắc chắn là phải thế đã. Hiểu vấn đề không? Thế bây giờ cái lim này xử lý như sau này. Cái lim nhá. Cái lim của A trên 1 trừ x đúng không nhỉ? Trừ B. X chỉ đến 1 nào. Bây giờ thầy quy ổng lên này. Thầy quy ổng lên. Nhớ lại cho thầy cái này. 1 trừ x của A đúng không? Tức là 1 trừ x này. Như là 1 cộng x. Cộng x bình. Mày đi hiểu không nhỉ? Vậy cái sẽ bằng gì? Sẽ bằng A. Cộng với cả 1 cộng x bình. Trừ đi B. Chia cho 1 trừ x mũ 3. Đúng không? X chỉ đến 1. Nó bằng gì nhỉ? Bằng lim của gì? Bằng lim của AX bình cộng AX cộng A trừ B. Chia cho 1 trừ x mũ 3. X chỉ đến 1. Nào nghe kỹ nhá. Thầy đặt cái này là FX. Đặt cái này là FX. Đặt cái này là FX. Đặt cái cụ này nhá. Cụ này này. Tính tử á, được chưa nhỉ? Bằng FX. Được chưa? Bây giờ thì có nhận xét như sau này. Thì có nhận xét nhỏ như sau này. Vì đúng không? Vì X chỉ đến 1 chia hay là 1 chia x mũ 3 chia đến mấy? Chia đến 0. Tức là thì có những trường sau là nếu f tại 1 mà khác 0, à f tại 1 khác 0 nhá, thì suy ra ngay cái lim, cái lim này này thì coi là y nhá, suy ra cái y bằng bao nhiêu? Y bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng vô cùng loại. Hiểu vì sao không? Cả mấy đứa. Vì sao? Vì khi đó ấy, nếu mà f tại 1 khác 0 nhá, nhìn cái này này. Nếu f tại 1 mà khác 0 đúng không? Thì khi đó nó có dạng là a trên 0 chưa? Mẫu là 0 mà. A trên 0. A trên 0 bằng vô cùng loại, loại luôn. Chuẩn vấn đề không nhỉ? Yêu cầu mình là hữu hạn đúng không? Loại. Vậy suy ra ngay là gì? Vậy suy ra ngay là f tại 1 phải bằng 0. Đúng không? F tại 1 bằng 0 tương đương gì nhỉ? Tương đương ngay là gì? Thay vào tức là 3a trừ b bằng 0, kết hợp với cả cái, kết hợp với cả cái a cộng b bằng 4. Kết hợp cho thầy nhá, thì các bạn dễ dàng suy ra cho thầy a là bao nhiêu. Giả thiết, cái này là giả thiết này, giả thiết đúng không? Các bạn dễ dàng suy ra a là bao nhiêu. A là 1 và b bằng bao nhiêu? B bằng 3. À, a 1 b bằng 3 thì lại cái l bằng gì nhỉ? Cái l bằng gì? L sẽ là lim của gì đây? Lim của 3 trên cho 1 chữ x mũ 3 trừ đi 1 trên cho 1 chữ x. Chuẩn chưa?
X tiến đến 1. Đến đây thì nhập hàm cho thầy Casio vào. Nào. Đến đây thì không ngu thì tính tay nhá. Thầy khuyên mày đừng tính tay làm gì cả. Không ngu gì làm tay đâu. Mình sẽ Casio. Nó sẽ là gì? 3 chia cho 1 trừ X. 3. Đúng không? Trừ đi gì nhỉ? 1 trên cho 1 trừ X. Đúng không? Mình can gì nhỉ? Can đi. 1 cộng 10 mũ 6. 10 mũ trừ 6 thôi. Đấy, can là thế này. 0,99 bằng 1 luôn. Đúng không? Mới đạt gì? Rồi nha. Rồi. Thầy cho các bạn 2 phút. Đọc và xem lại câu này. Thắc mắc cho nào hỏi luôn. Thầy nhắc lại hết những cái cơ bản này cần nhớ đấy nha. Nhắc lại hết rồi đấy. Ok không? Trang hay là Trang hiểu được không? Hay là Trang hiểu được không nhỉ? Đấy nhá, tôi bảo thôi. Rồi. Để sang tiếp theo nào. Liên tục chưa ba câu thôi, chưa ba câu liên tục thôi. Ở câu này. Câu 17. Và nhớ này nhá, là cái nốt nhớ này. Là hàng phân thức. Hàng phân thức. Hàng căn thức. Thì liên tục trên tập xác định của nó. Nhớ nhá, một cái nốt nhỏ. Hàng phân thức căn thức. Thì liên tục trên tập xác định của nó. Thì bây giờ bài này là đơn giản chưa nhỉ? Đơn giản chưa? Vậy bài này muốn biết nó liên tục trên đâu đúng không? Thì mình chỉ làm gì thôi? Tìm và xác định và chấm hết. Hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy, thì bây giờ điều kiện cái này này. Điều kiện cái này là gì? Là 3 trừ x lớn bằng 0. X cộng 4 phải bằng dấu dương. Vì sao? Vì nó dưới mẫu đúng không? Nó ở trong căn. X nhỏ bằng 3 và x lớn hơn trừ 4. Vậy chia x thuộc cái gì? X thuộc cái gì nhỉ? Từ trừ 4 đến 3. Đúng không? Vậy làm gì đây? Trừ 4 đến 3. Vậy làm gì để làm C? Đó. Nhẹ nhàng không? Hiểu chứ?
Ok chưa mày đứa? Rồi, đó. Những câu hỏi này rất là đơn giản thôi, tức là những câu hỏi là hàm số liên tục trên đâu ấy, cho một hàm số đúng không nhỉ? Nó cho là hàm số liên tục trên đâu đúng không? Thì mày đứa chỉ cần là gì thôi? Tìm điều kiện. Và xác định đây, rồi kết luận. Câu 18. Khẳng định nào dễ là đúng? Thì hầu như những bài của này nhá là thầy chỉ xét xét tại cái điểm, xét cái tại cái điểm, tại điểm phân chia, phân chia đúng không, xét tại điểm phân chia thôi, tức là tại điểm mấy đây, một bài này dùng định nghĩa mấy nhỉ, còn nhớ không nhỉ, định nghĩa mấy, hai đúng không, vì sao, vì có dấu hiệu là lớn hơn và nhỏ hơn đấy. Thì bây giờ những cái tôi xác định này, cái D của thầy ấy, nó là gì, nó là âm vô cùng cho tới một đúng không nhỉ, hợp với cả một đến dương vô cùng, vậy chốt lại là bằng gì, bằng R được chưa. Bây giờ nhá, thầy xét này, thầy xét lim của f x tiến đến một cộng, một cộng đúng không nhỉ, bằng một cộng là lớn hơn một đúng không, bằng lim của trừ hai x đúng không, x tiến đến một cộng bằng trừ hai này, f của một cũng là trừ hai này, lim của f x đúng không, x tiến đến một trừ, một trừ là nhỏ hơn một, tức là gì nhỉ, x trừ một chia gì, căn của hai trừ x đúng không, hai trừ x thì trừ đi một, x tiến đến một trừ. Đến đây thì thầy khuyên mấy đứa nhá, không có tham số ấy thì tốt nhất là mấy đứa chắc cú cho thầy Casio, hiểu vấn đề không, Casio nhập cái hàm này vào. Nhập cái hàm này vào tức là gì nhỉ? X trừ 1 trên cho căn của 2 trừ x. Đúng không? Rồi trừ 1. Nhớ là 1 trừ nhá. 1 trừ tức là nhỏ hơn 1 đúng không? Tức là mình sẽ nhập vào gì nhỉ? 1 trừ đi 10 mũ trừ 6. Đó. Đơn giản thế thôi, xấp xỉ 2, xấp xỉ trừ 2, vậy nó ra bao nhiêu đây, ra trừ 2, à liên tục chưa, để xem fx liên tục, để xem hay là fx liên tục trên r đúng không, với đảo gì nhỉ, đảo d, dễ vậy thôi. Ok chưa mày được ạ. Đấy. Ghi qua cho thầy nào. Thắc mắc gì bài này không nhỉ? Hai câu. Rồi. Thầy sang câu 20 nhá. Đây này, bài này này. Cái lim thì nó tính hơi khó đấy, mà dễ nhầm dấu. Vì sao dễ nhầm dấu bằng, vì chúng mày làm rất là ở chỗ là toàn thiếu dấu chữ ở ngoài thôi, nên là sai dấu bài này tốt nhất cứ tính lim phải bằng tay thôi này. Được chưa nhỉ? Xét tại 3 đúng không? Thì mình xét này, lim của fx. Tiến đến 3 cộng đúng không nhỉ? 3 cộng tức là lớn hơn 3 không? Lớn 3 cộng làm trên, trên cho căn của 4 trừ đi gì nhỉ, x tiến đến 3 cộng, 3 cộng bấm máy tính cho thầy, nhập cái hàm vào nào, nhập cái hàm vào cho thầy,
Cái bình này. X bình trừ 5x cộng 6 chia cho căn của 4 5 2x trừ 3 được trừ đi x, đúng không? 3 cộng chứ hình cam thì nhờ hình cam thì 3 cộng 10 mũ trừ 6 chuẩn chưa? Xấp xỉ bao nhiêu đây? Xấp xỉ trừ 3 đúng không? Trừ 3 vậy cái sẽ là trừ 3 đúng không nhỉ? Liên của f(x) x chia đến 3 trừ đúng không? Bằng gì nhỉ? Bằng s phải. Bằng s là trừ 3 luôn, bằng s là 3. Hai cái bằng nhau thôi. Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 1 trừ đi 3 bình. Vậy bây giờ nhá. Chia ngay lại yêu cầu bài toán. Nó tương đương gì nhỉ? 1 trừ 3 bình bằng trừ 3. Hay nói khác là 3a bình cộng 4 trừ 4 bằng 0. Các bạn giải về 2a. A bằng 2 trên căn 3 và A bằng trừ 2 trên căn 3. Nhưng mà nhớ này nhá, nó bảo gì nhỉ? Giá trị A nhỏ nhất, tức là trong hai cái A này ấy, cái A nào bé hơn thì các bạn lấy, thì cái này là thỏa mãn này. Để loại, đúng không nhỉ? Để xem ngay A là bao nhiêu. A là bao nhiêu nhỉ? Trừ 2 trên căn 3. Vậy làm gì đây? Đó. Đó. Ok ok thế nhỉ? Rồi. Thì bây giờ để chưa tiếp. Cơ bản chưa đúng không? Hiểu được không nhỉ? Giang, hai cái giang ok không? Đi thi thì có bỏ nhá. Nào. Tiếp theo. Rồi. Câu 25. Nói chung câu này ấy, thì chả có cách nào khác là ngoài tính đạo hàm thôi cả. Đúng không? Y phải là bao nhiêu? Được chưa nhỉ? Thì y phải phải là bao nhiêu? Ba y phải bỏ nữa đúng không? Thế là gì nhỉ? U phải V này trừ V phải U này lấy phân tử mẫu số bình phương nó tức là x bình cộng 1 đúng không? Nào quy đồng lên nó x bình cộng 1 trừ x bình chia cho x bình cộng 1 nhân với căn của x bình cộng 1. Thế sẽ làm gì? Sẽ bằng 1 trên cho x bình cộng 1. Ok chưa? Đó, rất là đơn giản rồi nha. Nào thì bây giờ kiểm tra thầy thôi nào, cái một nào là y nhân y phẩy phẩy y phẩy nó sẽ bằng gì nhỉ? Nó bằng gì? Căn của x bình cộng 1 y phẩy là gì? X trên căn x bình cộng 1 bằng x đúng không? À nó khác hay x chưa? Khác hay x vậy đây là loại đúng không? Loại cho thầy cái số 2 nào là y bình nhân y phẩy phẩy
Y bình, y là căn này mà, bình đây là hết căn. Y phẩy phẩy sẽ là 1. X bình cộng 1 nhân với gì? Triệt tiêu đó thầy. Triệt tiêu đi. Đấy sẽ là 1 trên căn của x bình cộng 1. À, khác y phẩy không? Nó thiếu x trên tử đúng không nhỉ? Thiếu x trên tử. Không phải đúng không? Phải làm gì nhỉ? Làm đây. Cả hai đều đều xa. Ok chưa? Đấy. Nắm bắt chưa nhỉ? Ok không mày sang câu 26. Là cái số 4 này này, một cái mũ ở trên đi, mũ ngoặc ở trên đi. Mũ 4 và ngoặc ở trên mình sẽ hiểu là đạo hàm cấp 4 nha. Đạo cấp 4 này, tức là được mấy lần nhỉ? Tức là 4 lần. Đạo hàm 4 lần. Đúng không? Đạo hàm 4 lần như này. Đấy, đơn giản vậy thôi. Được chưa? Thế bây giờ nhá, mình đạo hàm thôi. Nhớ lại cho thầy câu 26 đây. Là cos u phẩy bằng trừ u phẩy bằng sin u không? Và sin u phẩy là u phẩy nhân cos u không? Thì bây giờ nhá, mình đạo hàm một lần lên. Nó sẽ là 2 lần nhân trừ 2 nhân sin của gì nhỉ? 2x chia trên 3. Được nhỉ? Đam thì phải lên. Nó sẽ bằng gì? Trừ 4 nhân sin của 2x chia trên 3. Đúng không? Đam cấp 3 lên. Từ cấp 3 trở lên nhá. Từ cấp Trừ 3 trở 4 lên cos sẽ chứ. có một hoặc số 3 vào. Nó sẽ là gì nhỉ? Trừ 8 Mẹ ơi, trừ 4 cos chứ. và trừ 4 cos. Ừ. Đấy, lan. Cái số 3 sẽ là trừ 8 đúng không? Và dương 8. Dương 8. Dương 8 nhân sin là gì nhỉ? Và cái số 4. Cấp 4 lên. Sẽ là gì đây? 16. 16 đúng không? Nhân với gì nhỉ? Nhân với cos. Được chưa? Đấy thì là toàn xong rồi nhá. Thì bây giờ nhìn như thế này, cái này là kết hợp lớp 11 đấy. Nhớ lại cho thầy là cos x, cos u bằng cos alpha đúng không, cos v đấy thì u sẽ bằng gì nhỉ? Cộng trừ v cộng k2b. Nhớ lại một chút lượng giác nhá. Ok chưa? Thì bây giờ mình có này, f 4x cấp 4x của x bằng 8 không, bằng trừ 8 hay thế đơn là gì nhỉ? Là 16 đúng không? Cos của 2x trừ v trên 3 bằng trừ 8. Hay nói cách khác là gì nhỉ? Là cos của 2x trừ v trên 3 bằng trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2 là gì hả mấy đứa? Trừ 1 phần 2 nó là cos của bao nhiêu? Cos của 2v trên 3 đấy. Đúng không? Ship cos cho thầy. Ship cos trừ 1 phần 2. Nó ra 2v trên 3 mà. Đúng không nhỉ? Vậy cái này tương đương ngay cho thầy là gì? Tức là 2x nó sẽ bằng gì nhỉ? 2b trên 3 cộng k2b bằng là gì đấy? Là trừ 2b trên 3 cộng k2b. Đến đây các bạn thì mix đơn giản rồi, thì mix dễ thôi, nó sẽ là b trên 2 này cộng k2b. Tích ở dưới trong bao nhiêu? Là trừ yên 6 cộng k đi. À thầy giải đúng không nhỉ? Có sai nào không?
không đúng không? Ok chưa? Nào thì bây giờ như thế này này. Thì đây là 1, đây là 2. À, vì đúng không? X thuộc 0 đến trên 2. Tức là mấy đứa phải làm gì nhỉ? Cho cái x đúng không? Trong khoảng thì giải cái 1 trước này, cái 1 trước đúng không? Mình sẽ có gì nhỉ? 0 nhỏ bằng gì đây? Bi trên 2 cộng KB nhỏ bằng bi trên 2. Đúng không mấy đứa? Thì mình đã giải cho thầy nhớ k trừ z nhá, k trừ đúng không? Các bạn giải cho thầy ngay k trong khoảng nào? Tìm k cho thầy nhá. Thật là cho kết quả tôi làm tắt một chút đấy, sẽ là trừ 1/2 này. Nhón k. Đúng không? Và k nhỏ bằng mấy? K nhỏ hơn bằng 1/2 bằng 0. Mở k trừ z đúng không? Chia k bằng 0 thôi. K bằng 0 thì chia x bằng bao nhiêu? X sẽ là mấy nhỉ? K bằng 0 x bằng mấy? X là bi trên 2. Hiểu chưa? Tiếp tục nào, cái thứ hai. Cái thứ hai là gì nhỉ? 0 nhỏ bằng gì đây? Phương trình 2 này. Cho x trong khoảng từ 0 đến bi trên 2 vào. Để trừ bi trên 6 cộng k bi nhỏ bằng bi trên 2. Các bạn giải thế nào, giải được là 1/2, 1/6 nhỏ bằng k nhỏ bằng gì nhỉ? 1/6 nhỏ bằng k này. K nhỏ bằng bao nhiêu? Ừ, 2/3. Đấy là loại không có cao nguyên. Đúng không? Vậy câu hỏi mình chỉ là gì mới nhận thôi. Một nhận là đi trên 2 thôi, với đáp gì nhỉ? Đáp này. Đó. Thấy dễ không? Mọi đứa quên hết cái này rồi đấy, quên hết rồi đây nào, chép lại cho thầy nhá. Nó cũng dễ rồi, không khó đâu, còn này cơ bản thôi. Được chưa nhỉ? Đọc xem nhé, các mắc chỗ nào của thầy. Thầy ơi, Ừ. À. nếu mà sin u bằng sin v thì u sẽ bằng v và u bằng y trừ v đúng không? Đúng rồi, cộng cai đi. Để quy trình gần gắt rồi một thôi. Xem lại cho thầy. Yeah. Minh Tâm hiểu câu này không? Ừ. Được chưa? Tôi chuyển câu nhá. Một câu này trước là mấy đứa là câu ứng dụng này. Câu này dễ thôi, nhưng mà vẫn phải chưa. Thì có đứa biết, có đứa không biết. Là câu 27. Cho chuyển động thẳng xác định ở phương trình. Ok. S tính bằng T bằng dây và S bằng mét. Tính vận tốc thì nhớ này nhá, là quãng đường ấy, quãng đường là vận tốc nhá. Cho đạo hàng quãng đường. Được chưa? Gia tốc là A. Cho đạo hàng vận tốc. Ok. Nhớ nó chưa nhỉ? Rồi đấy, nhớ cho thầy mấy cái đấy cơ bản nhé. Một số cơ bản. Vận tốc là đảo quãng đường.
Thành ra tức là đạo vận tốc. Thế thì thế này nào, V bao nhiêu? V đây là ST, S phẩy, S phẩy của T, đúng không? Tức là 3, 3 T bình chú ý 6T cũng là 9, đúng không nhỉ? Vậy AT là bao nhiêu? AT tức là hàm số thể đến T, không phải nhân với T đâu. Tức là V phải với T, đúng không? Phải với V tức là 6T. Bây giờ nhìn thầy này, nhìn thầy, tính vận tốc tại thời điểm gia tốc triệt tiêu. Triệt tiêu tức là gia tốc bằng mấy? Bằng không. À, A bằng không, triệt tiêu mà, đúng không? Triệt tiêu mà, tức là A bằng không không, tức là 6T trừ 6 là bằng không không. Các bạn biết rằng tính này là T bằng bao nhiêu? T bằng 1. Và vậy sinh ra ngay là vận tốc tại chuyển tại thời điểm T bằng 1, đúng không nhỉ? Tức là mình có V1 là bao nhiêu? V1 là bao nhiêu? Tức là 3 trừ 6 cộng 9, thay vào đây đúng không? T đấy, bằng 6, đúng không nhỉ? Rồi các bạn có nghe cho thấy là gì? Hiểu chưa? Một câu rất là nhẹ nhàng thôi. Phương trình tiếp tuyến. Để chữa hai câu thôi, ba câu, 30, 31, 32. Hiểu được cái này không? Ba mươi, ba mốt, ba hai. Các bạn yên tâm nhé, chắc là thi không có lý thuyết đâu, mà đề nó cũng dễ, không phải quá khó. Bên thầy trên có tiêu biểu không? Những câu lý thuyết thì các bạn sẽ đáp án như này. Rồi, hiểu câu này chứ? Nhớ là cái này nhá. Vận tốc là đạo hàm của quãng đường, gia tốc là đạo hàm của vận tốc. Phần 3 lý thuyết cơ, nghĩ giải. Chưa năm nào chị mình thi lý thuyết cả. Mới có thi cũng chỉ tầm 2-3 câu là căng thôi, không nhiều. Nó cũng dễ thôi. Rồi, để sang tiếp câu 31, 32 và 3 nhé. Có câu 33 là câu khó thôi. Trên lớp các thầy cô nhắc lại cho mấy đứa rồi đúng không? Các bạn nhiều rồi. Ừ, link để theo thầy chưa xong nữa. Nào, câu 30 nè. Nhớ lại cho thầy tiếp tuyến nhá. Tiếp tuyến này nó sẽ là y bằng gì nhỉ? Y bằng f phẩy của x0 nhân x chứ x0 cộng f x0, đúng không? Đây là tại m đúng không nhỉ? Tại điểm m của x0 bằng y0. Thằng này nó chính là gì nhỉ? Nó chính là gì? K đúng không? Nó chính là hệ số góc. Thì nhớ thầy này, tiếp tuyến song song với cả cái y bằng 9x cộng 10, đúng không? Cái chia k bằng bao nhiêu? K bằng mấy? K bằng 9. Nhớ thầy này, y bằng a cộng b thì k bằng a. Nhớ thầy cái đấy. Song song thì hai hệ số bằng nhau đúng không? Cho nên đây là gì nhỉ? F phẩy không bằng 9. Mới f phẩy không là gì nhỉ? Làm cho thầy bài này nào. F phẩy là bao nhiêu?
Thế nên là y phải là bao nhiêu? Y phải là này, viết ở đâu bây giờ? Y phải đây. Y phải là này sẽ là gì nhỉ? 3x bình trừ 6x không? Vậy f x không sẽ là gì nhỉ? 3x không bình trừ 6x không bằng 9. Nên thế nên là gì nhỉ? Là 3x không bình trừ 6x không trừ 9 bằng 0. Các bạn dễ dàng trả lời cho thầy. X không là bao nhiêu? Và x không bao nhiêu? Bằng 3. X không bằng trừ 1, vậy mình có f của trừ 1 đúng không? F của trừ 1 bằng gì nhỉ? F của trừ 1 thay vào y cho thầy, nó sẽ là trừ 4. Và f của 3 là bao nhiêu? Bằng 0. Vậy đây cho d là thầy là gì đây? Nhớ nhé, d y bằng gì nhỉ? Thế là 9 này nhân x trừ x không x cộng 1 này trừ 4 thế bằng 9x. 9x cộng 5, các em thỏa mãn đúng không? Thế suy ra d là bao nhiêu? Y bằng gì nhỉ? 9 nhân x trừ 3 cộng 0 bằng 9x trừ 27, cũng thỏa mãn. Có hiểu sao thỏa mãn không mấy đứa? Là mình phải so sánh với cái y nhá, là xem nó có trùng không. Nếu trùng mình loại. Đây là câu hỏi số lượng đấy, nên là mấy đứa không gọi nghiệm đi thì có phải khanh sai đấy. Vậy có mấy tiếp tuyến nhỉ? Vậy có mấy tiếp tuyến? Có 2 tiếp tuyến. Ok. Vậy chia hay là gì nhỉ? Đây là đó. Nhớ loại nghiệm nhá. Bài này nó lừa một chỗ này thôi, tức là cẩn thận cho thầy, bài này may mắn là không phải loại cái gì. Nếu cẩn thận không thừa, được chưa nhỉ? Tức là mình phải kiểm tra là xem cái tiếp tuyến của mình ý, có trùng với đường thẳng ban đầu không? Tức là có trùng với đường thẳng y bằng 9x cộng 10 hay không? Nếu trùng phải loại, nếu không trùng thì nhá. Được chưa? Đơn giản vậy thôi. Đấy. Ok chưa? Là nội dung 30. Được chưa nhỉ? Xem mình thắc mắc cho nào hỏi thì nhá. Thằng Tuấn hiểu được không này? Tuấn 34 đấy. Xong chưa? Ok chưa? Bài cơ bản đúng không? Để lấy sang câu 31 nhé, 31 là tiếp tuyến qua điểm. Được chưa mày đứa? Nào, câu 31 này. Rồi, câu 31 nhá. Thì đây là từ điểm M đúng không? Kể được bao nhiêu tiếp tuyến đến đầu thị. Tức là đây là gọi nó là qua qua M mình kể được bao nhiêu tiếp tuyến. Thì các bạn cứ nhớ thầy là gì nhỉ? Có bao nhiêu x không đúng không? Chú ý này là cái nốt nhỏ thôi. Đối với bài toán này nhá, bài toán này là có bao nhiêu x không? Có M x không? Thì có M tiếp tuyến. Đúng không? Với M là một số nào đấy. Được chưa nhỉ? Có M x không thì có M tiếp tuyến. Đối với bài toán tiếp tuyến qua điểm. Thì bây giờ này mình có này. Mình có y phải bài này bao nhiêu? Y phải bài này bao nhiêu thì sẽ là 3 chia 12 x không
Đúng bình. Đúng không? Vậy bây giờ tiếp tuyến sẽ có dạng là gì? Tiếp tuyến sẽ có dạng như sau này. Thay số vào là sẽ là gì? Y bằng gì à? Y sẽ bằng là 3 trừ 12x không bình. Đúng không? Nhân x chứ không này. Cộng với s không. S không là gì nhỉ? 3x không trừ đi 4x không 3. Đúng không? Bây giờ nhá. Bây giờ hỏi gì? Là vì vì điểm M 13 thuộc tiếp tuyến qua M mà đúng không? Vậy chưa hay là gì? 3 bằng gì nhỉ? 3 trừ 12 không bình nhân với cả 1 trừ x không. Đúng không? Cộng với cả 3 x không trừ 4 x không 3. Vậy các bạn thu gọn phương trình này lại cho thầy. Thu gọn lại và giải cho thầy. Thì cho kết quả luôn này. Đó sẽ là 8 x không 3 đúng chưa? Đích bình nào? Đích bình là trừ 12 bình. Trừ 12 không bình. Đúng chưa nhỉ? Cộng 3 không thì 3 không là hết. Đúng không nhỉ? À, 33 là hết luôn. Ngon quá là bằng không. Bây giờ cái này thôi. Ít không bằng bao nhiêu? Ít không bằng không này. Ít không bằng bằng mấy nhỉ? Ít không bằng không. Ít không bằng bao nhiêu? Là siêu bằng 4 phần 3 bằng 3 phần 2. À vậy chưa là có hay không cũng có hay gì đúng không? Có hay không mà có hay không tức là mình sẽ có hai tiếp chuyển đó, đơn giản vậy thôi, rất là dễ nha. Có ba hay không thì có ba tiếp chuyển đấy, hết sức cơ bản. Đây là cái phần tiếp tiến qua điểm đúng không nhỉ? Thầy nhắc lại cho mình luôn. Để khơi gợi lại nhá. Câu này đi thi được bài trên 8 ấy. Nhưng mà tiếp tiến qua điểm ấy, phải bài trên 8. Còn mức nâng cao đấy. Nó không phải quá khó đúng không nhỉ? Cũng là thuộc bài toán cơ bản. Mà mình đã làm được. Đấy, check qua cho thầy nhá. Được chưa? Rồi thì sang một câu tiếp theo là câu 32. Câu này có ai làm ở nhà chưa? Có ai làm ở nhà chưa? Sẽ hơi dài đấy, để xin nhờ. Nào đầu tiên cho thầy này. Y phẩy là bao nhiêu? Y phẩy sẽ là gì nhỉ mấy đứa nhỉ? Sẽ là 1 trên cho x cộng 1 bình phương. Đúng không? Và sẽ sorry, phải là số 2. Cho chính thì cho phụ. Đấy, thầy làm cũng nhầm. Rồi bây giờ, như là bảo gì nhỉ? Tìm tọa độ của M thuộc đồ thị hàm số. Đúng không nhỉ? Thì gọi đồ thị hàm số C nhé. Biết tiếp tuyến của đồ thị tại M. Cắt OX OY tại AB sao cho OAB có diện tích bằng phần tư. Ok nào. Thế bây giờ như sau này. M thuộc C đúng không? Vậy M tọa độ là gì? Là A
và FA tức là 2A. Mới hiểu cái này không? A và 2A trên A cộng 1. Chuẩn chưa? Bây giờ nhá. Tiếp tuyến tại M đúng không? Nó phải có dạng là gì? Y bằng gì đây? F phẩy tại A. Chuẩn không nhỉ? Nhân x trừ A. Cộng FA. Theo nói khác tương đương là gì nhỉ? Tương đương gì? Y bằng gì? Tức là 2 trên cho A cộng 1 bình. Bài này hơi dài đấy. Nhân x trừ A. Được chưa nhỉ? Cộng FA là bao nhiêu? Là 2A trên A cộng 1. Bây giờ nhá, thầy sẽ gọi này. Gọi A đúng không? Bằng cái D. Thì ra D nhá. D giao x. Ôi cho y bằng 0 đúng không nhỉ? Đúng không? Vậy suy ra nghe là gì? Ôi tức là y bằng 0 này đúng không? Tức là 0 sẽ bằng gì nhỉ? Cho hai bằng nhau sẽ bằng 2 trên A cộng 1 bình nhân x trừ A cộng với cả 2 trên A cộng 1. Hay tương đương gì đây? Tương đương gì nhỉ? Thầy quy đồng lên. Nó sẽ bằng gì nhỉ? 0 sẽ bằng này. 2 nhân x trừ A. Đúng không? Đúng chưa? Tức bằng 0 mà cộng với gì nhỉ? Cộng cả 2A. Đúng không? 2A nhân A cộng 1. Hay giúp bằng là gì nhỉ? Hay tương đương là gì đây? Không bằng gì? Không bằng 2X. Đúng không? Cộng 2A bình. Chuẩn lên nhỉ? Không sẽ bằng 2x cộng 2a bình. Vậy các bạn giải cho thầy x bằng bao nhiêu? X bằng trừ a bình. Đúng không? Vậy suy ra ngay. Suy ra ngay là gì nhỉ? A được bao nhiêu? Trừ a bình. Và không. Tiếp tục nào, cái b nào. Cái b bằng gì? Cái b bằng d. Giao y. Ô y tức x bằng mấy? X bằng 0 đấy. Thì vậy suy ra ngay. Thay x bằng 0 vào d đây này. Cho x bằng 0 vào d, vậy y sẽ bằng gì nhỉ? Y sẽ bằng 2 trên a cộng 1 bình. Đúng không? Nhân lấy cả 0 trừ a cộng 2a trên a cộng 1. Quy đồng như thế sẽ là trừ 2a cộng 2a trên a cộng 2. Mới hiểu không? Nó sẽ bằng gì? Sẽ bằng là 2a bình. Đúng rồi nhỉ? 2A bình trên cho A cộng 1 tức là bình. Ok nhá. Thì bây giờ phân tích cho mình xem này. Đây, đây là cái trục số của thầy đây. Trục số đây. Đúng không? Đây là trục X. Minh họa đi nhá. Đây là D. Cái D đây, cái tuyến đây. Đây là A không? Đây là B cơ, đây là O. Thì trước đây này, tam giác OAB luôn là vuông, đúng không nhỉ? Thì mình có này, diện tích tam giác OAB, OAB nó luôn là góc vuông rồi, đúng không? Sẽ bằng gì? 1 phần 2 của gì đấy? OA nhân OB nó bằng bao nhiêu nhỉ? 1 phần 4. Hay nói khác là gì nhỉ? 2 lần OA nhân OB bằng 1. Hay thứ tư cho thầy nào, giải cho thầy thôi. OA này nhớ nhá, OA đúng không, thì độ dài sẽ là trị của trừ a bình, đúng không nhỉ? OB sẽ là gì? Trị của 2a bình trên cho a cộng 1 tất cả bình bằng 1. Giải phương trình này được không? Giải cái này không nhỉ? Nào nhận cho thầy nào, tức là 4a mũ 4 đúng không bằng a cộng 1 bình. Mới hiểu không đấy? Sao nói khác là gì nhỉ? 2A bình tất cả bình bằng A cộng 1 bình. Thì các bạn giải cho thầy thôi nào. Tương đương ngay là gì? 2A bình bằng A cộng 1 hoặc là 2A bình bằng trừ của A cộng 1. Các bạn giải cho thầy phương trình đầu, biến đổi tiếp cho thầy nào. 2A bình trừ A trừ 1 bằng 0.
và 2a bình cộng a cộng 1 bằng 0. Đây là vô nhiệm, đúng không? Các em cho mình a bằng bao nhiêu? Quy trình này cho a bằng 1 và a bằng 1/2. A bằng 1 thì m là bao nhiêu? M đây, m là a và 2a cộng 1. 1 với cả 1, đúng không? Với a bằng 1 thì nó sẽ là 1 1. Với a trừ 1/2, m là bao nhiêu? Trừ 1/2. Và bao nhiêu nhỉ? Trừ 1/2 đây. Trên thử là trừ 1, dưới mốc là 1/2. Vậy kết quả trừ 2. Với đáp số là gì nhỉ? 1 1 trừ 1/2 trừ 2. Vậy là gì? Đáp án là A. Đó, bài này siêu dài nhé. Thầy coi lại cho người dễ hình dung tổng quan của bài hôm nay. Hơi dài. Các bạn xem đi. Nếu thắc mắc câu nào thì hỏi thầy luôn nhé. Câu này dài cũng không khó lắm. Nó cũng không khó lắm. Nhưng mà nó dài. Được chưa? Được chưa? Để chết cho thầy đi. Một câu hơi khó một chút thôi. Nó không phải khó mà nó dài. Hơi dài. Đấy. Số tọa độ của M á. Đây mai nhìn thấy này. Điểm của đồ thị đúng không? Đây này, nếu m nha em hiểu này, m x y đúng không, m là a đúng không nhỉ, thì y bằng gì đây nhỉ, may nhỉ, y bằng 2 x trên x cộng 1 không, y bằng 2 x trên x cộng 1 thì nó sẽ phải là gì đấy, x là a rồi, nó sẽ là 2 a trên 2 cộng 1 thôi, hiểu không, y bằng 2 x trên x cộng 1 mà, tức là nếu em đặt x là a đúng không, thì y nó sẽ phải là 2 a trên 2 cộng 1 thôi. Đó. Vậy có a rồi, có a rồi mình thì mình đi thôi. Mai hiểu chưa? Đúng rồi. Thầy đặt cái mệnh nội m là a, bình thường thì gọi x không đúng không? Nhưng x không nó phải biết nhiều thì không thích biết nhiều quá. Nên thầy gọi là a rồi dễ biết. Còn nhớ ngày xưa thầy gọi là t không? Các kiểu đấy. Mà tránh gọi x không thì nó hơi dài. Được chưa nhỉ? Ok. Mấy câu số còn lại làm nhá. Mấy câu hình lý thuyết thì các bạn có thể là xem đáp án. Đấy chưa, những câu mà mình nhớ lâu lắm không học lại. Lâu lắm không học, ví dụ câu 42 và câu 44. Đấy. Mấy câu hình sau khó là không dễ đâu. Được chưa nhỉ? Đơn cử câu 42 này ạ.
Nào. Ok, đơn cử là một câu 42 của này. Được chưa? Cho từ riêng. Gọi MN là trung điểm của BC và AD. Biết rằng MN bằng A căn 3. Tính nóc giữa hai đường thẳng AC BD. Thì câu này là một câu dễ. Ngày xưa là câu này câu quá dễ rồi. Nhưng mà chẳng qua là mấy đứa quên hết rồi. Quên hết phần góc giữa hai đường thẳng. Và thầy cũng lâu lắm mới ôn lại phần này cho mấy đứa. Thì cũng may mà lại có dịch thi này là phải ôn lại luôn. Năm nay thi đại học ấy, phần hình ấy, hầu như năm nào cũng có câu góc giữa hai đường thẳng mức 6 điểm. Tức là mức như câu này đấy, mức như câu này. Hiểu chưa nhỉ? Mức 6-7 điểm. Nên là cũng may mắn là ôn lại được luôn. Cụ thể chi tiết nhá. Mở lại quyển vở lớp 11 ra. Thầy dạy rất kỹ phần này. Còn ở đây thầy chỉ nhắc lại thôi. Sơ sơ qua thôi. Nhắc lại tức là thầy cho hai đường thẳng chéo nhau A và B, đúng không? Thì từ một điểm O bất kỳ ở ngoài đường thẳng hoặc không gian O bất kỳ, đúng không nhỉ? Thầy dựng một đường thẳng A phẩy song song với A, một đường thẳng B phẩy song song với B, đúng không nhỉ? Thì khi đó góc giữa A và B sẽ là góc giữa A phẩy và B phẩy. Ok không? Đấy. Cụ thể nhé, nó bằng góc O, đúng không nhỉ? Bằng góc O. Nhưng mà góc O này mình chỉ lấy góc O nhọn thôi. O thì có hai kiểu, tù hoặc là nhọn. Thì mình chỉ lấy góc nhọn thôi. Thông thường là vậy. Được chưa nhỉ? Đây là lý thuyết nhé, nhắc lại nhé. Mà cũng nhớ lại luôn, nhắc lại cho cái này để mình nhớ xem là tam giác ABC đây. Thì lý cốt thì còn nhớ không? ABC. Thì mình có ngay cốt A, còn nhớ không nhỉ? Cốt A sẽ bằng AB bình cộng AC bình, tức là tổng hai cạnh kề bình trừ cạnh đối diện bình chia cho gì đấy? Hai lần tích. Đấy, nó là như vậy. Hiểu chưa? Rất là đơn giản đâu. Rồi, thế bây giờ nhá. Nào thầy triển khai hình vẽ nào. Vẽ cái này ra cho thầy. Thầy triển khai hình này. A, B, C, D. Được chưa nào? Gọi MN là trung điểm của BC. Đây là M. Còn đây sẽ là N. Được chưa nhập? Trung điểm. Thì nối MN vào. Ok. Nó bảo tính góc cái gì nhỉ? Tính góc giữa. Tính góc giữa cái gì đây? Góc giữa. Góc giữa. AC. Và B đi bằng bao nhiêu? Nào bây giờ nhá, ý tưởng của thầy này là thầy phải tìm một cái điểm ở đấy đúng không? Trên trong hình chóp thôi. Và từ đấy thầy kẻ hai cái đường song song song. Thì bây giờ nhá, thầy sẽ gọi này, gọi cái E là trung điểm của AB. Gọi E là trung điểm AB thì E sẽ ở đâu? E đây. Vì sao thầy gọi E là trung điểm của AB mà không phải tỉ số khác? Vì sao? Vì đây này, thầy lợi dụng này, thầy lợi dụng cái này, thầy lợi dụng cái M là trung điểm của BC không? Thì khi đó ME của thầy song song với AC không? Được chưa nhỉ?
Thời là dùng nối tiếp là cái N là trung điểm của BD chưa? Nên là NE của thầy song song là BD không? Đó. Thầy nối vào. Thầy nối vào. Thầy nối vào. Vậy suy ra ngay là gì nhỉ? Suy ra ngay là NE song song BD này. Và EM song song với cả AC chưa? Vậy suy ra ngay là gì? Góc giữa AC và BD đúng không? Nó bằng góc giữa gì? Góc giữa EN và EM đúng không? Theo lý thuyết nó bằng góc E nhọn. E nhọn đúng chưa nhỉ? À, bây giờ tính toán cho thầy là mình có những cái gì? Mình có EM là bao nhiêu? EM là 1 phần 2 AC đúng không? Bằng 1 và EN có 1 phần 2 AD bằng 1. Mình có MN là cao bao nhiêu rồi? MN là căn 3 rồi đúng không? Ở đây thì thầy dạy rất là nhiều lần rồi đấy, là thầy đồng nhất, đồng nhất A bằng 1 đúng không? Có dễ là được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn dễ dàng suy ra ngay cho thầy là cos E đúng không? Cos của MN nó bằng gì nhỉ? Tổng hai cạnh kề bình N bình cộng M bình trừ đi MN bình chia gì? Chia cái gì đây? Chia cho MN bình là cứ xong. Chia cho hai lần N trên M đúng không? Vậy nó bằng 1 bình cộng 1 bình trừ căn 3 bình chia cho 2 nhân 1 trên 1 nó bằng trừ 1 phần 2 đúng không nhỉ? À vậy xin ngay tiếp cốt cho thầy MN bằng 120 độ. Vậy xin ngay góc E nhọn là bao nhiêu? Nó bằng 60 độ. 180 độ trừ 120 độ nó sẽ bằng 60 độ. Đại với đảo gì nhỉ? 60 độ với đảo gì là sinh. Ok. Đấy. Rất là nhẹ nhàng thôi. Thầy coi như thế nhắc lại hết cho mấy đứa phần góc cho hai đứa thẳng nhé. Cụ thể hơn thì mấy đứa có thể xem lại vở lớp 11. Thầy có nói rất là chi tiết đấy. Được chưa? Một tiếng nếu mà chưa chuẩn thì sẽ 35 câu, 35 nhân 8 phút lên 35 câu. Nhưng mà cho thầy biết như là chia bao nhiêu câu đâu, nói chung là chia bao nhiêu câu chẳng quan trọng đâu. Mày tiêu chuẩn là 1,8 nhân 35 nhân nhưng mà chia 30 câu thì phải, nhưng dễ lắm, không khó đâu, để thi dễ lắm, 7 điểm chỉ cần nhớ được lý thuyết thôi. Con này hiểu không? Huyền A4 hiểu không? Con này không Huyền? Nhớ được chưa? Ok. Đã. Một tí nhớ lại nhé. Check cho thầy vào đi. Câu 45, 46, 47 tự làm nhá. Tự làm, câu này làm quá nhiều rồi. Lớp 12 học suốt câu này rồi. Đấy.
Được chưa? Thầy không chữa những câu này nhá. Mà thầy để dành những câu 48, 49 và câu 50 là ba câu tương đối dài đấy. 49 thì không phải dài lắm. Chắc mấy đứa chỉ cần chữa mấy câu ý thôi. Nào. Câu 44 nhá. Được chưa, nhanh 44 nào. Hiểu chưa? Xong chưa? 44 có thể mình chữa bằng hai cách, một cách được. Bốn bốn là cho thứ tự đều ABCD. Câu hỏi là góc cho hai đường thẳng bằng bao nhiêu? Thì một cái nốt nhỏ này nhá, như thế một cái nốt nhỏ gần nhanh như mày này. Đối với thứ tự đều. Đây là một cái môn đặc biệt đấy. Một cái môn rất đặc biệt, một cái nốt nhỏ là cho thứ tự đều. Cho thứ tự đều. ABCD một cái nốt nhỏ thứ tự đều nhá. Thì mình có hai cái nốt như sau. Là các cặp cạnh đối vuông góc của nhau, vuông góc ở trên nhà. Và cái thứ hai là một cái quan trọng khoảng cách này, là khoảng cách giữa AC, AB và CD. Tức là đây là, tức là hai cặp đối nhau nhé, hai cặp đối nhau nó bằng MN. Cụ thể ở đây với M là trung điểm của AB và N là trung điểm của CD. Đó, đây là hai cái nốt rất là quan trọng trong cái diện đều. Được chưa nhỉ? Ok không? Hai cái nốt là nhẹ nhàng. Và cái diện đều. Được chưa? Đấy thì nếu mà dựa vào cái này đúng không thì đáp án mình là gì? Được không nhỉ? Thôi nhá, bây giờ thì vẫn chưa nhá, thì vẫn chưa một cách là gì đây? Dừng góc, cho mọi người nhớ lại góc giữa hai mặt phẳng nhá. Dừng góc này. Thì vẫn chưa một cách cổ điển nhá. Để cho mọi người nhớ lại cách góc giữa hai mặt phẳng luôn. Coi như mình ôn tập lại. Chứ đáp số thì có rồi đấy. Cái quan trọng là khoảng cách ấy, khoảng cách là những câu hỏi khó đấy thì mình có thể áp dụng luôn cái nốt đấy là trung điểm của hai đường đối diện, được chưa nhỉ? Chép lại cái nốt nào vở đi. Nào, tính số đo góc giữa AB và góc giữa CD, số đo giữa AB và CD. Thì thầy dạy rồi, tức là gì nhỉ? Từ một điểm đúng không? Từ một điểm ngoài không gian, cụ thể là trong hình chóp, mình sẽ kẻ hai đường thẳng song song với AB và CD. Thì mình chọn đường nào đây? Thầy sẽ gọi nhá. Thầy sẽ gọi này. Thầy sẽ gọi cái M là trung điểm của AC. Được chưa nhỉ? Được chưa? M là trung điểm của AC. N là trung điểm của BC. Và E. Và E. Và E. Là trung điểm của AD. Thế nối vào. Thế nối vào. Nào. Ba trung điểm đúng không? Thì nhớ đến ngày đến trung bình nó không có gì cả. Thế nối vào. Gọi ba trung điểm nhá. Thầy gọi cái MNE là trung điểm. Của cái gì? Của AC, BC và AD. Đó.
Thì khi đó mình có như sau này. Mình có như sau. Thật ra bài này ngày xưa để dạy bằng vector đúng không? Nhiều cách khác là bây giờ mình có này. Vậy suy ra ngay là gì nhỉ? ME xong xong với CD và MN xong xong với là gì nhỉ? AB. Vậy suy ra ngay là ME góc giữa gì nhỉ? Góc giữa AB và CD đúng không? Bằng góc giữa MN và ME. Cụ thể nó bằng gì nhỉ? Cụ thể bằng góc M nhỉ? Vì sao? Vì trung đỉnh M đúng không? Trung đỉnh M nó sẽ góc M nhọn không? Thì bây giờ nhá, tính cái này là thầy gọi cạnh là 1 nhá, cạnh này là 1. Tứ diện đều là gì? Là có 4, có 6 cạnh bằng nhau hết. Thì giả sử cạnh là 1 nhá. Đúng không nhỉ? Thì mình có ngay là gì nhỉ? Mình có MN bằng 1/2 phải ME. Đúng chúng mình mà. Với bây giờ mình quan tâm là gì nhỉ? Là cái ME, cái NE bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Đúng không? Thì chú ý cho thầy này. Chú ý cho thầy là mình hoàn toàn có thể chỉ ra được là gì nhỉ? Chỉ ra được là tam giác. Mình có cái tam giác gì nhỉ? Mình có tam giác. Tam giác BEC. Chân phải E. Đúng không? Vì sao? Vì CE bằng BE. Hai cái này là đường cao của tam giác đều đúng không? Tam giác đều mà. Tứ diện đều bằng gì? Nó sẽ bằng là căn 3 chân 2. Đúng chưa? Vậy dễ dàng thì như thế được NE đúng không? Pythagore vuông lại đây bằng căn của gì nhỉ? Căn của CE bình trừ đi NC bình. Các bạn ca siêu cho thầy nào, mở máy tính thay số vào, nó sẽ bằng gì nhỉ? 3/4 đúng không? Trừ đi 1/4, thế nó sẽ bằng là căn 2/2. Được chưa? Căn 2/2. À vậy mình có ngay rồi. Vậy suy ra ngay là gì nhỉ? Cốt của góc, mình cần tính góc E này. Mình cần tính góc đỏ này đúng không? Góc đỏ này. Đấy. Cốt của N ME đúng không? Nó sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng là MN bình cộng với cả ME bình trừ đi ME bình chia cho 2 lần MN ME đúng không? Nó sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng gì đây? 1/4 cộng 1/4 trừ 1/2 chia cho 2/4 nhân 1/4 đúng không? Vậy chia ngay góc bao nhiêu nhỉ? NME bằng 90 độ. Đó. Vậy là gì làm đi? Đấy nhá. Thầy vẫn chưa bằng cách xác định góc cho mình là dễ hình dung. Thì có thể theo dõi được. Nhớ cái nốt của thầy nhá, cái nốt là quan trọng. Cái nốt thì làm mặt cho nhanh. Đấy. Che mặt cho thầy đi. Bài này có nhiều cách, vector cũng được, vector cũng ngắn. Thầy dạy mấy đứa rồi vector thì bài này một dòng thôi đúng không? Một dòng thôi. Một hai dòng thôi, chơi là nhanh. Nhưng mà thầy không muốn chơi làm vector lắm, vì thầy đang muốn là cho mấy đứa cách xác định lại góc giữa hai hình thẳng. Đi thi nữa có thì còn làm được. Trong các cách đúng không? Thì chọn cái này cách dài nhất đấy. Đây là cách dài nhất để trước bài này. Và cách xác định góc giữa hình thẳng chuẩn trí, một cách chuẩn trí.
Được chưa? Rồi. 4, 5, 4, 6, 4, 7. Tự làm nhá. Tự làm cho thầy. Bây giờ chữ 48 này. 48 là ai nhỉ? Làm được chưa? Thảo 48 là ở nhà chưa? Thảo Ngọc Thủy. Mấy đứa? Đây là 48 ở nhà chưa? Em chưa. Nghe nhá, không khó đâu. Nào, cùng thao tác nhá. Phải nghĩ này, cho hình chóp đúng không? Có đáy ABCD hình vuông tại A, bằng A, tại A. SAB đều. Gọi HK là trung điểm. Rồi, ta lại đều. Bài này nó không cho SAB nằm trong phẳng góc về đáy nhỉ? Không cho SAB nằm trong phẳng góc về đáy. Rồi. Gọi M là một điểm trên AD. HK là trung điểm của SAB. Rồi, tiết diện này song song rồi. Song song thì phải XY ở trục vuông góc. Rồi, cứ vẽ hình nhá, từ sau. Nào. Để vẽ hình triển khai này. Chỉ thay hình vẽ nha. Cố gắng nghe đấy, không khó lắm đâu. Bài này là chưa cho đường cao đâu mọi người nhớ cẩn thận nhé. Nó chưa cho chân đường cao đâu. Nên là mọi đứa làm rất cẩn thận cho thầy. Đừng có ngộ nhận nhá. Nào, thế là S này. Thế là A. B. C, D. Được chưa? Ok chưa mấy đứa? Rồi. Thì bây giờ này, nó bảo gì nhỉ? HK là trung điểm của SASB. Đây HK đây. Đây là H. Đây là K. Trung điểm. 7 ô. Rồi đây là K. Đây trên là phải nối vào. Nhìn thao tác thì vẽ hình nhá, nhìn thao tác rồi. Rồi ok, nào. Gọi M điểm thuộc AD bất kỳ, đây M bất kỳ đây. Để vẽ M đây nó dễ nhìn. M bất kỳ ở đây. AM bằng X. HKM cắt BC thì ngon quá là để cho thầy nhá. Là mình có HK đúng không? Xong xong AD chưa? Đúng không mấy đứa? Nên là giao tuyến như thế là gì nhỉ? Giao tuyến thế là gì? Là một thằng MN nào đấy đúng không, đi qua gì nhỉ, một thằng MN đi qua M và song song với là AB và N, muốn song song nhé. Ok mấy đứa, nó hỏi là tiết diện rồi đúng rồi, tiết diện là này, tiết diện này. Ok chưa mày được, ok. Tiết diện đạt nhỏ nhất là bao nhiêu? Để cho thầy này. Để cho thầy nhá. Mình có HKMN. HKMN. Nó phải là hình gì đó? Hình thang.
Vì sao? Vì KH đúng không? Cách kể của mình đây. KH song song với cả MN. Đúng không đã? Nó phải là hình thang như vậy đó. Ok chưa mấy đứa? Tiếp tục nhá. Lại để cho thầy này. Lại để cho thầy. Là gì nhỉ? Là mình có, là mình có cái gì? Mình có tam giác SBC bằng tam giác SAD. Có nhận thấy thầy không? Là cạnh cạnh cạnh. Đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ? Xiên ngay là gì? Xiên ngay là KN bằng HM. Đúng không? Ok nhá, KN bằng HM. Bây giờ tính như này này. Vậy xiên ngay là HK MN là gì? Là cái gì? Là hình thang cân. Đó. M hình thang cân thì dễ rồi nhỉ. Bây giờ tính như này các cạnh phía sau này. Mình có HK đúng không? Bằng 1 phần 2 của AB. Bằng 1 phần 2. Ok không? Thầy vẫn cho hàng 1 nhá. MN là x này. MN bằng AB bằng 1. Bây giờ tính cho thầy nhá. Nào mình tính như này. Mình có AMX này. Cạnh này 1 phần 2 này. Góc A bao nhiêu độ? Mình góc SAD bao nhiêu độ? SAD bao nhiêu độ nhỉ? Biết vì sao không? Mà mình biết bao nhiêu độ mình xét như sau này. Xét cái tam giác SAD. Mình có SA bằng AD bằng mấy? Bằng 1 không? SD bằng căn 3. Vậy dễ dàng nhá. Định lý cốt. Định lý cốt các bạn sẽ làm dễ dàng. SAD bằng 120 độ. Được chưa? Định lý cốt thôi. À vậy chia ngay là gì nhỉ? Vậy chia ngay là gì? Cái HM bình cho này. HM bình cho bằng gì nhỉ? Bằng AH bình. AH bình. Đúng không? Cộng với gì? Cộng với AM bình. Trừ đi hai lần AH nhân AM mình có bao nhiêu cốt của 120 độ đúng không? Sai số bằng gì nhỉ? Bằng 1 phần 2 bình cộng x bình trừ đi hai lần nhân 1 phần 2 nhân x nhân trừ 1 phần 2 đúng không? Vậy tính như thế nào nhỉ? Là x bình cộng x. X bình cộng gì nhỉ? Cộng x trên 2 cộng 1 phần 4 đúng không? Đấy. HM sẽ bằng x bình cộng x trên 2 cộng 1 phần 4. Rồi thì bây giờ nhớ thầy này. Vậy mình có S đúng không? S của cái HK MN tính được gì? Thì nhìn thấy mô hình nhá. Cái mô hình này dùng dưới này. Cái mô hình này dùng dưới. Thì thang cân đây. Đây thằng cân. Đây là mô hình nhá, đây là HK này. Đúng không? Đây là MN. À, thế thằng cân đúng không? Thì nhìn đây này. Đường cao đây rồi. Đường cao thì gọi là E nhá. Đúng không? Thì ở dưới đây này. Đây là F này. Có phải là FM bằng NE không? Đúng không nhỉ? Dễ dàng tìm được thầy NE là bao nhiêu? NE là sẽ bằng là gì nhỉ? MN trừ đi HK chia 2 thay số vào 1/4. Hiểu không mấy đứa? 1 trừ đi 1/2 mà chia 2/4. Vậy mình có chiều cao bao nhiêu? Vậy mình có ngay là HD là bao nhiêu nhỉ? HD là bao nhiêu? Pythagore không? HD bằng căn của gì? Căn của MH HN bình trừ đi NE thì đúng không? Nó sẽ bằng căn của gì nhỉ? Căn của cái gì? Căn của NH bình. HN bình đây rồi. HM bình bằng HN bình mà. Đây đây là HM bình. Nhưng thầy nhầm đỉnh đúng không? HKNM đây là NM. NM. Nhầm đỉnh. Đây phải là ME.
HM bình đây rồi, HM bình có rồi. Nào, HM bình trừ đi ME bình. Đúng không? HM bình đây rồi, nó là X bình. Có X trên 2. Cộng 1 phần 4. Vậy trừ đi bao nhiêu đây? 1 phần 4 bình và 1 phần 16. Đúng không? Sẽ bằng căn của gì nhỉ? Căn của X bình. Có X trên 2. Cộng bao nhiêu đây? Cộng 3 phần 16. Đúng không? Vậy diện tích bằng gì mấy đứa nhỉ? Qua 1 phần 2 này. Chiều cao là HE. Đúng không? Nhân với cả đáy. Tức là HK cộng MN. Các bạn sai số bao cho thầy? Tức là 1 phần 2. Nhân với gì? Căn của gì đây? X bình cộng X trên 2 cộng 3 phần 16. Đúng chưa? Đúng không nhỉ? Nhân với gì nhỉ? Nhân với cả 3 phần 2. Câu hỏi nó bảo gì đấy nhỉ? Nhỏ nhất. À, nó sẽ là 3 phần 4 này. Cả trong căn nhá, trong căn này nó sẽ nhóm hẳn thức. Thật ra cái parabol đấy, mấy đứa hiểu gì thế đâu. Nó là parabol đấy, mình sẽ viết như sau này. Thì viết này là X cộng 1 phần 4 tất cả bình 8. Thế biết này được không? Chỗ này như thế đang nhầm chỗ nào đấy? Chỗ này phải đang nhầm chỗ nào rồi? Nào nó cái này phải là cộng hay trừ đấy nhỉ? Tìm x để diện tích thích nhất. Một phần tư a đây là dấu trừ chứ nhỉ? Đây nó phải là dấu trừ. Dấu trừ thì đáp án là sao nào thì tính HM đúng không? Sao lại thấy HM nào? 1 căn 3. 1 căn 3 với góc là 120 độ này. 120 độ. X bình. Nó là 120 độ. Cái này thì x cộng 1 phần 4 là vô lý này. Vô lý. X phải mang dấu dương. Mình sẽ lại cho thầy xem sai nào không nhỉ? Góc A này 120 độ đúng không? Hay là 60 độ? 1 căn 3, x đây là căn 3 mà. Hình vuông cạnh A đều 1 này. 1 căn 3 chuẩn rồi. Sao lại không ra kết quả nhỉ? Mình sẽ lại cho thầy cho AM đi. Có thể là thầy tính sai nào đấy. X phải dương thôi mà thì ra x âm thì rất là sai nào. X phải dương. Mà tôi không sao, mình không làm cái này nữa. Nào bây giờ nhá. Không sao. Nào bây giờ nhìn nhận xét này. X dương đúng không? X dương. Nó sẽ lớn bằng gì? Lớn bằng 3 bằng 0 cộng 0 cộng 3 phần 16. Thì không chơi cái này nữa, thì chơi cái này. Ok không nhỉ? Có hiểu không đấy? Coi như là các bạn tìm min cái này này. Tìm min cái này trên đoạn bao nhiêu? Trên đoạn từ 0 đến 1. Lớp 12 học suốt rồi, đúng không nhỉ? Nó bằng bao nhiêu đấy? Nó bằng bao nhiêu? 3 căn 3 trên 16. Vậy, S min thì để khi x bằng bao nhiêu? X bằng 0. S min bằng bao nhiêu đây nhỉ? Bằng 3 căn 3. Vừa đó thầy hơi lag một chút, tưởng tính sai là không sai. 3 căn 3 phần 16. Thì ở khi là gì đấy còn bao nhiêu? Không. Các bạn hiểu không? Coi như là các bạn khảo sát cái hàm bên trong. Parabol đấy. Phẩy lên đúng không nhỉ? Với x cho nó là bao nhiêu? X cho nó là bao nhiêu nhỉ? Thì không đến 1. Đúng không? Thì các bạn sẽ để min hay để không thôi. Không có gì cả. Ok không? Vừa đang phải làm gì nhỉ? Làm 2. Ok nhá. Hơi dài đúng không? Hơi dài một chút. Có nghĩa là ô lạ úp 12 luôn nhé. Ô lạ úp 12 luôn. Đây là câu 49, đây là câu 50 đấy.
Đó, xem đi. Thắc mắc chỗ nào hỏi thì luôn. Đấy, toàn thể đấy, toàn thể bài toán. Được chưa nhỉ? Thắc mắc chỗ nào hỏi thầy nhé. Nhưng mà đi thi 90% là không có câu này, 90% là không có. Nhưng này vẫn cho vào cho mình nó quen đâu. Nào, nốt câu nha. Câu 50 có thể là lát nữa tối mình biết đáp án gì cho mình sau cũng được. Rồi, chơi vào 50 thì cũng quá. Còn 10 lát thì chưa đáp án, biết đáp án thì gửi về đấy sau nhé. Là mình sang lớp của 49 đi. Ok con này không? Câu 49. Câu 50 là thuộc phạm vi răng trụ rồi, răng trụ rồi cũng chưa dạy về được kỹ hay là thôi có thể để biết đáp án thì gửi sau mày đứa vì nó phần răng trụ rồi, còn câu nào để học hình răng trụ thì mình học câu câu đấy. Câu 50 được chưa nhỉ? Bây giờ sang câu 49 này, cho hình chóp mặt BNHAB đều góc phải đáy, quen thuộc chưa, tính khoảng cách từ A đến CD. Đó. Mày đã chắc kịp câu này chưa? Chắc xong 48 giờ mày được. Xong chưa? Xong thì chắc là phải biết nhé. Ok, xem lại nhá. Xem lại. Có thể thì sẽ gửi cho mình một đề nữa. Một đề tầm 3-5 câu thôi. Mình sẽ lọc ra những câu mà khả năng cao là thi. Thầy cũng chỉ đoán đề thôi nha, chị không biết. Rồi, A, B, C, D này. Câu này thì cơ bản rồi nhỉ, câu này thì quá dễ rồi. Câu này các bạn làm quá dễ rồi. Câu này Dương làm được không? Thầy chưa biết nhưng mà đề thi dễ lắm, thầy sẽ phát đề với cả phát đề thôi mà để nó khó có nào hỏi thầy, cứ để một đứa để ôn thì hơi mất thời gian. Rồi mình đều chú trọng lớp 12 thầy sẽ học bài chỉ xét lớp 12 thôi, nên là chú trọng lớp 12 là thầy nhá. Dương là con này chưa, Dương câu 49 này nào ở nhà xem Em chưa chưa làm, chưa làm được làm. rồi lười Chưa làm đến. thôi nào, một chút thời gian làm nào, làm cái con này đi, con này dễ, con này các bạn làm chỉ 2 phút xong thôi, 2 phút thôi.
Có thể nếu mà nhanh thì dễ, chứ không có 30, 50 nhá. 50 các bạn dễ rồi, không khó đâu. Khó không vẽ hình đâu. Đáp án câu 49 xong chưa? Nào Nhi nào, xác định cho thầy khoảng cách từ H, khoảng cách từ H, nhớ là mình có AB nhá, xong xong SCD đúng không? Nên suy ra nghe là gì nhỉ? Khoảng cách từ A đến SCD chứ còn khoảng cách từ H từ điểm đúng không? Nào Nhi nào, xác định cho thầy khoảng cách từ H đến SCD kể cái gì? Thầy là từ H kẻ vuông góc với CD. Ừ, đợi chút. Từ H kẻ vuông với CD. Ok. Nối là tiếp theo nói đi. Nói là gọi là SK. H kẻ vuông chưa? H sao? CD. Từ hai là gì? Từ H nối vuông góc với SK. Ok, gọi là E. Được chưa nhỉ, thì gọi là E. Rồi. Đấy, gọi là E. Đúng không, nó xong là HE. Đấy. Mà HE bằng gì? HE là bằng là SH nhân với cả HK chia cho SK. Bây giờ tính nó này nhá nào. Mình có cái gì? SH đúng không? Đều và sẽ bằng gamma trên 2 này. Đúng không? HK là mấy? HK là 1. Thì vậy chưa? HE bao nhiêu? SH này, phải viết lại. Nhân lên HK chia cho SK. Thế là gamma trên 2. Nhân lên 1 chia cho căn của gì nhỉ? 3 phần 4 cộng 1 đúng không? Thế sẽ bằng là 3 căn 21 trên 7. Đấy, rất là dễ thôi. Câu này là quá quen rồi đúng không? Thì câu này là mất 9 điểm đấy. Dễ lắm, từ 8 đến 9 dễ cực. Mất 8 đến 9 điểm. Câu này quá dễ. Mở lớp 12 thì ôn lại cho mình được bao nhiêu rồi? Đúng không? Xóm gì mấy câu kiểu này. Rồi còn thời gian đấy, nên sẽ chưa được câu 50 nhá. Dễ thôi. Câu này thì mấy đứa tầm này không có gì có mắc câu này rồi đúng không? Nó là mức quá cơ bản rồi. Được chưa? Thầy sang câu 50 nhé. Ok không? 50 câu vẽ hình nó hơi dài một chút đấy. Câu vẽ hình hơi dài. Nào. Cho lăng trụ này có mặt máy đặt mắt đều cạnh AB bằng 2. Hình chiếu của A phẩy, nhớ nhá, hình chiếu của A phẩy xuống đáy trùng với trung điểm H. Đấy. Của gì? Của AB. Tức là chân đường cao này sẽ là trung điểm của AB đúng không? Tính góc, biết góc giữa mặt B là mặt đáy là 60 độ. Ok. Mặt bên nặng được. Khoảng cách giữa hai đường chéo AC và AB phải biết góc giữa mặt B là mặt đáy bằng 60 độ, tức là mặt bên nặng đúng không? Nào. Để triển khai hình vẽ nhá. Đầu tiên vẽ lăng trụ này là vẽ cái đáy trước. Bao giờ cũng thế nhá. Vẽ cái đáy trước. Được chưa? Nào thì đánh điểm này. Đây là ABCD. ABC. Nó bảo chân đường cao là trùng với trung điểm của AB đúng không? Thì đây. Cái này đây gọi là H đi. Thì từ H thì dòng lên. Từ H thì dòng lên. Được chưa nhỉ? Thì cái này là chính là A phẩy. Đúng không? Đến đây mình làm kiểu gì?
Mình kẻ song song thôi, là mình dựng song song này. Dựng cái song song lên. Dựng cái A phẩy B phẩy song song với AB. Ok, nhỉ, nó hơi xiên xiên một chút đấy. Được chưa nhỉ? Tiếp tục. Song song BC. Rồi, bạn đối ra. Đấy. Rồi, đây là cái đỉnh B phẩy và C phẩy. Ok, học giữa mặt bên và mặt đáy. Học giữa cạnh bên thì sao đi? Cạnh bên 60 độ, góc này 60 độ rồi. Rồi, nghe kỹ nha, nghe kỹ như thế này. Bây giờ là khoảng cách từ AC từ B phải. Nào, mình quy về song song nhá. Mình sẽ quy về song song thì như thế này. Trong cái này mình sẽ chọn cái gì nhỉ? Mình sẽ chọn mặt phẳng mà chứa AC. Đúng không? Mà lại song song với cả gì đấy? BB phải. Mặt nào mình có này? Mình có BB phải. Song song với gì nhỉ? Mặt nào chứa AC mà lại song song với BB phải? Mặt nào chỉ có mặt AC, C phải, A phải. Đúng không? Nên suy ra ngay là khoảng cách từ BB phải đến AC, đúng không? Nó bằng khoảng cách từ đâu? Từ BB phải đến đâu nhỉ? Đến AC, C phải, A phải. Đúng không? Nó bằng gì nhỉ? Nó bằng gì đấy? Bằng từ B đến AC, C phải, A phải. Mà từ B thì đẩy về H đi. H là trung điểm của AB rồi. Đúng không? Đẩy về H là bằng 2 lần từ H đến AC, C phải, A phải. Bằng 2 lần gì nhỉ? Nào, dựng cho thầy. Dựng một cái hình thức thôi. Loại kẻ gì đây? Loại kẻ vuông góc. Đúng không? Lại hai nét kẻ cho thầy. Một nét kẻ là vuông, vuông góc này. Đúng chưa? Nối xuống. Một phát ăn ngay. Đấy, thầy gọi đây là HM, đây là HN. Đúng không? Nó bằng HN. Nào. Nếu là vuông góc nha, vuông góc. Đúng không? Nào bây giờ tính cho thầy nhá. Cái này bài tính đơn giản rồi nhỉ. Nào tính về HM nào. Thầy dựng một thằng phụ đi. Dựng thằng phụ đi. Nó không đẹp lắm nhá, nhưng mà thôi kệ, phụ vuông góc đi. Thì mình có đây gọi là BP đi. Mình có PP ở bao nhiêu? PP tức là căn 3/2. Căn 3. Căn 3/2 mà. Tức là đều cạnh 2 đúng không? Thì mình có ngay HM là bao nhiêu? À, mình có AH là 1. Góc này là 60 độ này, vuông tại H. Đúng không? Vậy suy ra ngay là AH bằng bao nhiêu? Sẽ bằng là chia A'H sẽ bằng AH nhân tan 60 độ sẽ bằng căn 3. Như vậy suy ra ngay thôi. HN bằng bao nhiêu? Bằng HM nhân với HA phải chia cho A phải M. A phải M, A phải M. Đúng không? Nó sẽ bằng gì nhỉ? Căn 3/2 này nhân với cả gì đây? Căn 3 chia cho bao nhiêu nhỉ? Căn của 3/4 cộng 3. Vậy sẽ bằng là bao nhiêu nhỉ? 3 căn 15. Bằng bao nhiêu nhỉ? 3 căn 15 trên 15 bằng căn 15 trên 5. Nhưng mà là HN là căn 15 trên 5 đúng không? Vậy sao nghe là gì nhỉ? Khoảng cách giữa AC và BB phải nó bằng 2 lần HN không? Nó bằng 2 căn 15 phần 5. Đúng không? Vậy làm gì nhỉ? Làm đi. Đó. Check qua thầy vào nhá. Một bài nhẹ nhàng thôi. Không phải là quá khó.
nó khó cái khâu vẽ hình được chưa? Còn khâu vẽ hình mới khó một chút thôi. Thì có thể sẽ gửi cho mọi người một cái đề đấy nhá, tầm 30-35 câu thôi, tầm đấy. Những câu hay thi để thầy đi ngó tình hình ra xem là các lớp kia thế nào, để thầy ngó lớp thực hiện thế nào đó. Thầy Hiệp có cho lớp Anna làm đề không ạ? Thằng Ngọc với Thảo, Thầy Phương khó làm đề à? Nhưng mà ôn lại chứ đúng không? Có ôn lại chứ. Làm đề thôi ạ. Thầy Hiệp có bảo, thầy Hiệp bảo bao nhiêu câu không? Thầy thi bao nhiêu câu không? Thầy Hiệp cho hai đề, một đề Quảng Nam và một đề Bình Phước ạ. Nhưng mà ý thầy bảo là bao nhiêu câu? Bao nhiêu câu? Không nói gì à? Thì đề đấy có phần tự luận và trắc nghiệm. Rồi để hỏi Hiệp sau vậy. Ok không mấy đứa? Đấy nhá, thì cơ bản là như vậy thôi, cố gắng ôn nó kỹ à. Nếu mà mấy đứa mà cảm thấy chưa đủ ấy, thì sẽ dành một buổi nữa để ôn vào trước cho mấy đứa thêm. Nhưng mà nói chung thi dễ, không khó đâu, nó không phải sợ. Đấy, bài này cơ bản như vậy thôi nhá, không khó lắm. Rồi, thầy chào cả lớp, mình ăn cơm đi. Bye bye mấy đứa.